Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ. Chuyên mục Nhân sinh cảm ngộ kỳ này, kính mời quý vị khán thính giả lắng nghe bài chia sẻ. Trăng tròn thì sẽ khuyết, nước đầy thì sẽ tràn, đừng vì đắc ý mà đánh mất chính mình. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, có một danh nhân từng nói, chúng ta thường quên rằng hạnh phúc không phải là đạt được điều chúng ta không có, mà đúng hơn là biết trân trọng những gì chúng ta đang có. Thỏa mãn ham muốn cũng là một dạng hạnh phúc, nhưng chóng tàn và khó đạt đến, vì không phải lúc nào ta cũng đạt được bằng cách truy cầu. Hơn nữa ham muốn này đạt được, ham muốn khác sẽ nảy sinh, đó là quy luật tâm lý, mãi mãi chạy theo ham muốn mà không có điểm dừng. Bớt tranh đua, bớt truy cầu, bạn sẽ thấy rằng lòng người thêm bao dung, thế giới thêm rộng lớn. Cũng chính vì lẽ đó, mọi việc sẽ giản đơn, nụ cười sẽ rạng ngời, tràn ngập yêu thương và hạnh phúc. Cổ nhân có câu, đắc ý vong hình, để nói đến việc vì quá vui mừng mà đánh mất bản thân, không thể làm chủ chính mình. Con người vào lúc quá đắc ý, quá vui mừng sẽ khó tránh khỏi có sơ suất, không chỉ mất đi hình ảnh, mà ngược lại còn đánh mất đi nhiều điều ý nghĩa khác. Thứ nhất, họ sẽ quên mất mình là ai. Trong sách Ngụ Ý Thảo của Dụ Xương có mẩu chuyện như sau, khi xưa có người mới thi đỗ, ngồi trên ngựa dương dương tự đắc, chưa về đến nhà đã vì cười to mà chết. Người đắc ý vong hình thường cảm thấy mình vĩ đại, chỉ vì chút thành công nhỏ bé mà hớn hở vui mừng. Họ muốn nhận được sự ngưỡng mộ, muốn được nghe lời ngợi khen, muốn được cả thế giới công nhận, cũng bởi vậy họ luôn thấy mình là người nổi bật trên muôn vạn người. Cũng chỉ có những ai chưa từng trải qua việc đời mới bị họ mê hoặc, mới ca tụng cho rằng họ có năng lực. Nhưng ngược lại, trong cái nhìn của những bậc cao nhân có con mắt tinh tường, người không tự biết mình, thật vô cùng đáng thương. Thứ hai, họ sẽ quên mất bản thân mình có thể làm gì. Những người có đôi chút thành tích đều nghĩ rằng mình giỏi giang hơn người, mà quên rằng chút bản sự nhỏ bé đó vốn không là gì cả. Mãi cho tới khi một biến động nhỏ xảy đến trong cuộc đời, họ mới phát hiện bản thân quá nhỏ nhoi trước bão táp chông gai. Tới lúc này, họ chỉ có thể bắt đầu mọi thứ lại từ đầu, nhặt nhạnh lại những gì đã bỏ lỡ. Thứ ba, họ sẽ quên mất mục tiêu của bản thân. Những người đắc ý vong hình thường dễ quên mục tiêu của bản thân. Ban đầu họ hiểu rằng cuộc đời là chặng đường dài đằng đẵng, thành công hay không cũng là như vậy. Mỗi thành tích nhỏ bé dù là một bước nhảy vọt, nhưng phía trước vẫn còn một chặng đường dài gian nan. Người đắc ý vong hình lại coi những gò đất nhỏ trên đường là đỉnh núi chứa châu ngọc mà đứng trên đó dương dương tự đắc. Cũng bởi vậy, họ không thể nhìn thấy ngọn núi cao hơn. Có câu chuyện xưa kể rằng, một ngày nọ Sở Vương cùng quần thần vào rừng săn bắn. Hôm ấy đoàn săn của hoàng cung đã thu hoạch được rất nhiều nên quần thần đều rất đắc ý. Bỗng nhiên từ đâu có một con khỉ xuất hiện, tung tăng nhảy nhót trên cây. Đang lúc vui vẻ, Sở Vương dương cung bắn nhưng lần nào con khỉ cũng đều nhẹ nhàng né tránh được, rồi nó lại thản nhiên nhào lộn trên cành. Càng nhìn càng tức giận, Sở Vương liền ra lệnh cho vị tướng quân tài ba nhất của mình trổ tài. Chẳng ngờ chú khỉ quá nhanh nhẹn nên ngay cả tướng quân cũng không hạ gục được nó. Khỉ ta thấy vậy càng đắc ý, nó ngồi vắt vẻo trên cành như cười nhạo cả đám quần thần. Sở Vương phẫn nộ, hạ lệnh cho tất cả binh sĩ cùng bắn ra hàng ngàn mũi tên khiến con khỉ không thể né tránh được. Sở Vương nói, con khỉ này chết như vậy là bởi nó tự không biết lượng sức của bản thân, đắc ý quá mức mà quên đi chính mình. Bất kể việc gì trong cuộc sống, nếu vượt quá giới hạn đều sẽ trở thành việc xấu. Cũng giống như dòng sông dẫn nước tới hai bên bờ ruộng, nếu tĩnh lặng chảy theo dòng thì nó chính là một dòng sông mẹ. Một khi chìm đắm trong lời ca ngợi của người khác, không muốn tiếp tục dẫn nước mà chỉ trực dâng trào cuồn cuộn hiển rõ uy phong, thì nó sẽ trở thành tai họa cho con người, lúc đó hỏi còn ai muốn ca tụng nó. Làm bất kể việc gì cũng vậy, đều không thể nhất thời cao hứng mà vượt quá giới hạn, như vậy không chỉ làm tổn hại bản thân, mà còn mang tới tai họa cho mọi người. Vậy làm thế nào để thoát khỏi sự đắc ý vong hình? Thứ nhất, mỗi người nên tự lượng sức mình. Năng lực của mỗi người đều có một giới hạn, nếu vượt qua giới hạn đó thì không thể tiến bước được. Cũng giống như con lạc đà, chỉ có thể mang một lượng hàng hóa nhất định, cho dù đặt thêm lên chỉ một chút thôi, nó cũng sẽ gục ngã. Khi biết cân nhắc giới hạn của bản thân, vừa có thể tránh được những việc không thể làm, vừa có thể làm chủ chính mình trước lời khen ngợi của người khác. Thứ hai, hãy cho bản thân một khoảng hòa hoãn. Những người đắc ý vong hình thường hay mạnh miệng về khả năng của mình, cho dù đó là những việc họ không thể làm được.
Nếu có thể giữ vững nội tâm, cho mình một khoảng hòa hoãn, thì bất kỳ lúc nào họ cũng có thể chừa một lối thoát cho bản thân, không vì một phút nhất thời mà cắt đứt đường lui của mình. Nói cho cùng thì đường cùng rất khó trở thành đường bằng phẳng, còn đường lùi có thể trở thành đường tiến. Thứ ba, đừng quá tham lam. Đôi khi thành công mang cho con người ta một loại cảm giác sai lầm, khiến họ tưởng như đang đứng giữa núi vàng. Nếu bạn cứ nhặt mãi, vàng bạc đầy ắp trong tay, thì càng sở hữu nhiều lại càng chìm sâu xuống đáy. Lúc này nếu nguy hiểm bất ngờ ập đến, không những bạn không thể chạy thoát, mà cái giá phải trả cho sự tham lam sẽ là điều nuối tiếc đến khôn cùng. Đắc ý vong hình là một hình thức biểu hiện của sự tham lam quá mức. Vui mừng quá mức với thành công của bản thân đôi khi lại dẫn đến thất bại. Con người ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng nên biết đủ làm vui. Biết đủ làm vui chính là khi gặt hái thành công thì có thể chúc mừng cũng có thể đắc ý. Tuy nhiên sau khi đắc ý vui mừng, cần lập tức điều chỉnh tâm thái về trạng thái bình thường ban đầu. Đừng mãi ông giữ thành công đã qua mà không dám buông bỏ. Đó chính là trở ngại làm ta quên đi năng lực của bản thân. Chỉ có những người biết lấy đủ làm vui, biết giữ chừng mực mới có thể không ngừng tiến lên. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ. Trăng tròn thì sẽ khuyết, nước đầy thì sẽ tràn, đừng vì đắc ý mà đánh mất chính mình. Hãy like, share và đăng ký ủng hộ kênh để luôn cập nhật những clip mới nhất về trí tuệ cổ nhân, tinh hoa Phật Pháp và cảm ngộ cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian để lắng nghe bài chia sẻ. Xin kính chúc quý vị luôn luôn được hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại.